Chiều ngày 3 tháng 12, xã Cao Đại đã tổ chức hội nghị bàn giao bể bơi do các mạnh thường quân ủng hộ, xây dựng tặng nhân dân trong xã. Đến dự có thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ nhiệm chính trị quân khu 2, thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, đảng ủy viên, phó tham mưu trưởng quân khu 2, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Bể bơi xã Cao Đại được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng được thiết kế và xây dựng hệ thống lọc nước tuần hoàn rất hiện đại, bao gồm bốn hạng mục chính là bể bơi, hệ thống đường ống cấp, thoát nước, hệ thống máy bơm, máy lọc nước cho bể bơi, bể cân bằng, hệ thống mái che cho bể bơi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các mạnh thường quân đã quyên góp xây dựng bể bơi xã Cao Đại. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, bể bơi sẽ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên và nhân dân trong xã, có phần tích cực trọng việc phòng chống đuối nước trên địa bàn xã Cao Đại nói riêng và toàn huyện Vĩnh Tường nói chung. Đồng chí đề nghị xã Cao Đại sau khi tiếp nhận bể bơi cần xây dựng nội quy quy chế hoạt động của bể bơi theo đúng quy định của pháp luật tiếp tục trang bị những thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động bơi cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn đào tạo nhân viên cứu hộ hướng dẫn viện bơi lội và quy trình quản lý bể bơi nhằm đảm bảo an toàn và khai thác hiệu quả công năng của bể bơi